Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hùng, 50 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Hua, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, giai đoạn 2008 đến 2010, căn cứ nhu cầu về đất ở của nhân dân trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Ea Hua, lúc đó do Hùng làm chủ tịch, đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn duyệt phương án mở rộng khu giãn dân cho 196 hộ tại Buôn Trang Pong với tổng diện tích quy hoạch 30 hectare. Trong đó có 97 hộ thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất ở và 99 hộ thuộc đối tượng bị ngập lụt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ông Hùng đã tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng và tổ chức giao đất cho các hộ dân ngoài phương án sử dụng đất. Trong đó, có nhiều hộ là cán bộ công chức viên chức và có trường hợp là người nhà của Hùng. Hành vi lạm quyền của Hùng đã gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng theo thời điểm định giá vào năm 2010.